Xin chào tất cả mọi người nhá. Nay em có mấy cái máy giá là ve chai. Máy này thì thật sự thì để mà kiếm nó thì rất là khó. Người bán không ai mua, mà người cần thì lại không có. Thì bây giờ là cái dòng này em nhập được thì nó cũng hỗ trợ cho những người ít tiền có máy mà xài mà kiểu dáng đẹp nhá. Mọi người mua thì mấy cái dòng máy như này mọi người phải chuyển khoản trước rồi em, 200.000 đó. Thì trên tay em đang cầm là một cây Samsung Galaxy S8 nhé. Thì ngoại hình nó đây, con này bị nứt kính nhé mọi người. Tuy nhiên thì màn hình của nó bình thường nhé, đây màn hình bình thường đó, áp suất áp siếc là đầy đủ hết nhé. Samsung Galaxy S8 8 bản Hàn, một sim nha, máy nguyên zin luôn. Thì đây em kiểm tra áp suất cho mọi người này, đấy, căng luôn. Màn hình đây không liệt loạn nha mọi người. Mọi người mua thì cũng có thể là ép lại cũng được, về nhà ép cũng được. Đấy, còn em thì nói thẳng em nhận ép cái này giá là 1.3 triệu nhá. Em nhận ép 1.3 triệu. Là ép là coi như là kính tốt đấy, loại ngon đấy. Còn hiện tại thì con máy này em đang bán giá là 2.2 triệu nha mọi người. Samsung Galaxy S8 này. Ngoại hình nếu mà độ vỏ, lưng với vỏ thì nó rớt vào cỡ 98% nhá. Lưng có nhâm. Đó. Còn kính này bây giờ 2.2 triệu cộng 1.3 triệu nữa là bao nhiêu tiền? Em lại rốt tính. Thì nó thành cái máy đẹp luôn đấy. 2200 cộng 3.5 triệu à? 3. Ừ. Là 3.5 triệu mọi người. Thì 3.5 triệu thì lại là thành một cây 98 thì nói chung quy ra nó cũng rất là rẻ so với những cái cây nào? Cái này chưa thấy lên đơn. Cái này S9 mà. S9 mà. Alo. Thì máy này thì mọi chức năng thì nó hoạt động bình thường hết nha mọi người nhé. Màn zin đẹp nhá. Nó chỉ là bị nứt kính thôi. Mọi người có thể để xài luôn cũng được hoặc là ép kính cũng được. Đấy. Thì mọi người cứ xem xét nhá. Nếu như theo em thì em để vậy em xài luôn để cho nó giảm chi phí. Đó, còn ép vào thì nó cũng ra 3.5 triệu. Thì ép kính thời bây giờ thì tách lạnh nha mọi người, cho nên là áp suất vẫn còn nguyên. Để trên máy này, bóc ra nhấc tạch phát cái kính bỏ ra, rồi lăn keo trên kính ộp vào phát ép hút chân không. Vẫn là rất là đẹp nha mọi người, cho nên mọi người yên tâm. Đấy. Này thì 2.2 triệu. Em có một cây giá rẻ luôn. Đâu rồi ta? Em còn một cây giá 1.000.000 nha. Đây, cây 1.000.000 đây. Con này còn rất là đẹp. Lưng nó cũng có bể rồi. Con này giá có 1.5 triệu thôi nhá. Đây, màn hình nó lại nứt ít hơn nhưng mà nó lại bị mực này. Bị cái này nó bị đốm này. Mọi người nhìn thấy không? Đó. Thì mọi chức năng hoạt động bình thường. Để em kiểm tra áp suất và kiểm tra cảm ứng luôn nhé, xem có liệt loạn gì không nhé. Đây là cái này là cái cảm biến này. Đó. Áp suất này. Đấy, áp suất vẫn còn nhé mọi người nhé. Giờ kiểm tra cảm ứng nhá. Đây. Nếu mà không vuốt được thì nó sẽ không bao giờ trở về được cái màn hình chính của nó nhé mọi người nhé. S9 nhỏ này 3.000. Đấy. Đấy. Vậy là cảm ứng nó test ok hết nhá, nó không bị chết điểm nha mọi người nhá. Nó cũng bản Hàn một sim. Máy này thì RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn. Giá này em bán là 1.7 triệu nha mọi người nhá. Cảm ơn ạ. Đó. Đây.
này, màn cũng rất là đẹp, nó chỉ bị mực một xíu đoạn này thôi. Còn đâu là ngoài ra là ok hết nha. Thì giá đấy chỉ là bằng nó đắt hơn giá xác một chút thôi, còn mọi người vẫn sử dụng được, chứ không phải là mọi người cứ suy nghĩ là bảo bán máy này tại sao mà máy bể lại còn đăng lên bán làm gì. Xin lỗi mọi người là như thế này này, nhiều người đã bảo máy như thế này, mọi người có ra cửa hàng mọi người bán cũng không ai mua, đúng không? Hoặc là có mua lại thì chỉ là mua xác, thì đúng là thật sự cái giá này nó là giá xác rồi mọi người ạ. Cho nên là mọi người đừng có phải suy nghĩ gì hết, mọi người mua cũng được không mua cũng được. Thì mọi người đã có rồi thì mọi người không mua thì cũng không sao, nhưng mà có nhiều người người ta cần, cho nên là dù sao máy còn xài tốt còn bán được thì em vẫn bán. Thế thứ nhất, bây giờ mọi người mua có hỏng đi chăng nữa mọi người bán xác lại cũng được, nó tao lại cỡ 1 triệu, bán xác lại cỡ 1 triệu đó, nó hỏng màn bán lại cũng được 1 triệu. Tại vì là bộ vỏ này, khung sườn nó còn rất đẹp, mọi người nhìn thấy không, và pin rồi main camera nó rất là nhiều cái để cho mình lấy nhá, lấy đồ ấy. Đấy, giá này quá là ve chai rồi. Cái con S8 1.750.000 này là số email đây này. Anh gọi nó viết đi. 1798 đó. Con 2.2 này đây này. 9323 nhá. Đó, con này con 2.2 nhá. Rồi, em lại để sang một bên. Tiếp theo, em đến với cây Samsung A8 này. Em lau sạch đi. Con này thì giá có 2.5 triệu thôi. A8 đời 2018 nhé mọi người. Này vỏ thì nó có cấn rồi. Đây, có chỗ bị chóc sơn, có chỗ bị cấn nha. Đó. 2.450.000 đi. A8 đời 28. Cấu hình con này đây. RAM 4 bộ nhớ 32GB, máy bản Hàn một SIM luôn nhé mọi người nhé. Đây, RAM 4 nhé. Đời 2018 thì con này có cả nhận diện khuôn mặt luôn, vân tay, móng mắt đầy đủ hết nhé mọi người nhé. Dùng lỗ sạc Type-C đây. Đấy, em tính con máy này nó rớt vào khoảng cỡ 96%. Đó. Rất là đẹp. Rồi, em lại để qua một bên. A8, à không, em ghi số email nhé, để cho mọi người mua thì... Đợt trước em cũng có đăng mấy cây nhưng em bán hết rồi. 4136. Em lấy cho anh miếng keo kia. Đến 136 nha. Ngắn thôi em. Rồi. Em để sang đây nha. Tiếp theo em đến với cây Samsung Galaxy S6 màn hình cong nha mọi người nha. Con này thì rất là đẹp, cho đến khi mà em phát hiện ra nó bị nứt kính, em cảm thấy rất là buồn. Cái như mà nó không nứt kính mà em thêm vào cỡ 200 ngàn nữa thì cũng ngon. Nhưng mà với cái giá này thì cũng chẳng còn ai bán được mấy con máy này nữa rồi. S6 ẹp hàng rất là hiếm nha mọi người nhé. Nứt kính lên đây, mọi người nhìn thấy không? Đây, nhìn kỹ này, xoăn soi mới nhìn thấy. Nhưng mới đầu em cầm vào em không biết là nứt kính luôn. Đấy. Đây, màn hình đẹp chưa? Cong luôn nhé mọi người nhé. Màn hình cong. Ngoài hình con này nó cỡ 98%. Máy nguyên zin nhé. Con này nó lứt một đường đây này, chỉ có một đường duy nhất thôi, nhưng mà xài full nhá. Con này thì em bán là 2 triệu
2 triệu 3 nhé mọi người nhé. Lướt một đường rất nhẹ thôi nhé. Mọi người có dán keo full màn là hết luôn, hết nhìn thấy gì luôn. Đó, S6F trao thăng 06 thăng. Lấy cho anh cái keo. À đây có số email luôn nhé. Kiểu máy là G925S, email là 3099 nhé mọi người nhé. Số mắt cấp luôn rồi, rất là đẹp, số mệnh cũng đẹp luôn. Đó, đẹp chưa? Rồi, em để qua đây. Tiếp theo em đến với cây Samsung Galaxy S7 nha mọi người nha. S7 Under, màn hình cong. Con này còn rất đẹp. Màu xanh ngọc đẹp chưa? Dã man. Cho đến khi lật vào mặt trước này thì mọi người nhìn thấy nứt kính không? Đấy, nứt kính này. Nứt kính nhưng mà lại không ảnh hưởng gì cơ. Quan trọng nhất là như vậy nha. Thì mọi chức năng nó hoạt động bình thường. Số email là 4325 em ơi, cho anh giấy này. 4325. Hàng nay về từ sáng, em mới đi đám về. Em vừa mới lên video trên kênh kia. Điện thoại giá rẻ, mới đám về. Em bây giờ em mới lên được video nhé. Thì mấy cái đơn hàng ngày hôm nay mà gửi là chỉ trong em đăng video này chắc là chỉ ngày mai em mới gửi được thôi. Hôm nay là bó tay đấy. Bỏ qua. Nói trước quên sau. 4325. Áp suất coi nào, mấy này hầu như còn zin hết. Nhưng mà dòng S7 này thì test nữa không nhảy mạnh đâu. Con này mất áp luôn rồi mọi người. Có khả năng bị nứt đoạn này do nó bị mất áp, nó bị xì hơi nhá. Thì con này em bán là 2 triệu 2 triệu mấy ta? 2 triệu 4. Lưng không có một miếng chày đâu nha mọi người nhé. Lưng rất là đẹp. Mọi người muốn ép kính cũng được. Ép kính thì mấy cái dòng này màn cong ép hơi đắt. Nhưng mà nó chỉ bẻ xíu ngay góc dưới màn dưới này thôi. Cho nên là em khuyên mọi người để vậy xài luôn được. Mua miếng cường lực full màn và dán. Em để em không bán cường lực nha. Đó. Giá 2 triệu 4 thôi. Suối mây là 4325 nhé mọi người nhé. Ai da. Đây này, lên mấy cây rẻ rẻ đi. G710 máy nguyên zin này. Vỏ có bị cấn nhá mọi người nhá. Con này em bán là 1.550.000 này. Có một cấn ở đây. Đó. 1.550.000 nhá. Nguyên zin bản Hàn một sim mọi người ạ. Màn hình zin đẹp không ám mố gì đâu nhá. Thì với giá này thì nó đúng là rẻ hơn giá màn. Giá màn mọi người mà có thay thì nó cũng rớt vào cỡ 1.6 triệu đến 1.7 triệu nhá. Thì nói luôn, em cũng có cây máy đẹp này, em bán 1.7 triệu này. Máy này nó là đẹp. Đó. Cái kia nó có bị vết cấn này thì em bán nó 1.550.000. Đó, tất cả là màn đẹp hết nhá. Em còn có một cây nốt ẹt nữa này. Mọi người nhìn thấy không? Nút ẹt, màn hình cong một bên luôn. Con này hiện tại pin thì pin em chưa có pin nha mọi người. Cục pin của nó thì nó kém rồi. Thì chỗ lấy hàng thì chúng ta người ta đã bỏ ra rồi, không để vào. Mất công là mình không để ý bán về khách cục pin nó kém chất lượng ấy, người ta bỏ ra luôn. Đó. Ngoại hình con này nó rất vào cỡ 98, rất là đẹp luôn nhá, nguyên zin luôn. Đó, con này thì em đang chờ pin nhé, em chưa có báo giá đâu nhé. Máy rất là đẹp, nguyên zin. Thì để sau em lấy pin về thì em sẽ lên cho mọi người nhé. Và tiếp theo em đến một cây Samsung Galaxy S7 nhé. Con này bản Hàn một sim.
Thì em nói luôn thì nó là cái dòng S7 màn hình thẳng nhá, không phải cong nha mọi người nhá. S7 mặt lưng cong nhá. Màu bạch kim, con này view đẹp lắm. 98 gần 99, 98 phẩy nhá. Thì phẩy ở đoạn nào? Đây là vết phẩy của nó đây này mọi người. Đẹp lắm. Bạch kim. Đó, camera này. Đẹp chưa? Loại này chụp hình rất đẹp luôn. Màn zin đẹp không ám ố nhá. Đó. Con này thì em bán là 2 triệu rưỡi nha mọi người nhé. Số máy mây của nó đây này, 6652 nhé mọi người. Đó. Hôm nay thì được cái con lên được mấy cây, giá nó cũng rẻ, mà mình nhập được mấy hàng này bán cũng thích này. Tại vì là nhiều người yêu cầu máy rẻ và cấu hình nó cao, và máy không cần phải là quá là đẹp. Thì như vậy là có thể là đáp ứng nhu cầu của mọi người rất là nhiều. Đó. Mọi người mua hay không mua ấy, thì mình cũng gọi là nói chuyện nó, hoặc là nhắn tin hay là bình luận gì cũng gọi là từ từ suy nghĩ rồi bình luận. Còn mua thì mọi người bình luận, còn không mua ấy, thì mọi người đừng có nói này nói kia, thì nó cái câu nói nó không hay. Đó. Thì tất cả là em là kinh doanh cả thôi, nhưng mà trong kinh doanh thì làm ăn thì cái có cái này cái kia, cái đắt cái rẻ, chứ không thể nào mà mua cao, tức là mua 3 triệu bán 2 triệu được. Đấy là nói với mọi người để mọi người hiểu. Nhưng mà tất nhiên những cái máy, ví dụ máy vỡ này nhá, bán cho mọi người mà không may xong mọi người có làm hư gì nữa, em vẫn cứ thu lại giá xác cho mọi người để cho mọi người yên tâm, mọi người lại đổi máy khác của em nhé. Thì tiếp theo em bán con Samsung Galaxy Note 5. Con này em xem bộ nhớ bao nhiêu. Chắc chắn nó là RAM 4 rồi, không trượt rồi. Bộ nhớ 64GB nhé mọi người nhé. Con này kính có xước này. Đấy mọi người có thể nhìn thấy không? Tại sao em quay video hôm nay em lại bật bóng đèn lên? Tại vì là có những cái dòng máy bể ấy, em cần bật lên để cho em liếc theo ánh đèn cho mọi người coi là nó xước như thế nào. Và đặc biệt con này lại không có viết nha mọi người nhé. Nó bị mất viết rồi. Lưng cũng có 1, 2, 3 vết xước này, 4 vết xước này, thấy không? Còn sườn thì nó cũng có cấn nhẹ đây, rất là nhẹ nhá. Con này thì em bán giá là 2 triệu 350 nghìn nhé mọi người nhé. Máy cũng nguyên zin luôn. Đó. Thì màu gold, 6 thăng 0, 6 thăng. Con này số mây là 2208 nha mọi người. 2208. Rồi. Thì bây giờ em để em đóng hàng nhé. Hôm nay em có được có 1, 2, 3, 4, 8 đơn hàng thôi. Tại vì hồi sáng nay em lên video cũng hơi trễ nhé. Thì mọi người mua máy nào cứ vui lòng gọi điện cho em. Thân chào mọi người nhé.